Chào mừng tất cả các bạn nhỏ đã đến với lớp ảo thuật nhí của chú Hề Phong tại trung tâm cô cứu nhỏ nha. Các bạn nhỏ ơi, bây giờ chú Hề Phong mời tất cả các bạn nhỏ chúng ta hãy nhìn toàn cảnh lớp ảo thuật nhí của chú Hề Phong nào. Đó, thấy chưa? Thấy những ảo thuật gia tương lai nổi tiếng của chúng ta chưa? Đây là những bạn ảo thuật gia nhí. Các bạn đang tập luyện cho biểu diễn ngày hôm nay, đó chính là trò bức tranh ma thuật. Wow! Dạ. Đây là trò bức tranh ma thuật rất là vui luôn đó nha. Bảy màu nè, cái hai màu nè, cái bảy màu nè, cái hai màu nè. Còn nghe chưa? Nghe chưa? Biết gì không? Đây là một bức tranh, vẫn là một bức tranh. Màu gì? Trắng chứ màu đen chắc chắn không? Con trai đây chắc chắn không? Rồi, phải không? Nhìn kỹ luôn. Phải trắng không? Để xét luôn. Phải trắng với đen không? Chắc chắn không? Rồi, để gỡ này ra luôn nè. Tại vì biết sao, nó mới quá đó, nó còn trong túi ni lông luôn đó nha. Đó, mở ra luôn. Cho con xem cho con. Để tôi sẽ đưa gần túi gì xem. Đây, màu gì? Màu trắng đi. Màu trắng với màu đen. Wow, trắng đen nha. Rồi, nhìn đây, tập trung nha, căng thẳng nha. Thấy không? Rồi, tập trung nha, ghê đó á, trắng đen nè. Tay có gì không? Có đồng hồ. Đáng lẽ là mình phải có một chút nhạc nữa. Nhưng mà buổi trưa cho nên thôi. Biết chơi là gì? Rồi, bây giờ sẽ một lần nữa lấy ra luôn nha. Lấy ra luôn, vẫn là màu trắng màu đen. Lần này lấy luôn nha. Bây là kéo ra luôn nha. Về diễn cho ba mẹ, chuyện này ba mẹ hết hồn luôn. Kéo ra luôn. Hồi nãy là trắng với đen đúng không? Bây giờ là bảy màu. Gửi cho ba mẹ kiểm tra luôn. Đó, chuyện này về diễn cho ba mẹ xem, cho ba mẹ kiểm tra luôn nha. Rồi, sao? Thấy trò này có vui không? Vui. Hay không? Học không? Rồi, ngày hôm nay mỗi bạn học trò này sẽ được chú Hải Phong gửi tặng cho một bức tranh ma thuật. Đây, một bức tranh nha. Còn bạn nào yêu bắn thì bữa sau chú Hải Phong xem danh sách lại chú Hải Phong gửi nha. Rồi, của con, cầm đi chú hướng dẫn cho. Đây, của con, ngồi tại chỗ nha. Đây, của con. Đây. Đây gọi là bức tranh ma thuật. Hay là gọi là bức tranh đổi màu cũng được nha, đó tùy cho mình thôi. Rồi, còn bao nhiêu bạn nữa? 3 bạn nữa đúng không? Đây, 1 nè, 2 nè, 1 bạn nữa đúng không? Đây, của con. Rồi, bây giờ thế này nha. Rồi, giờ các bạn mở ra như thế này, hai tờ như thế này nha. Rồi cái túi kia có chỗ để không? Nhét vô đây, nhét vô đè lại. Rồi, đồng ý. Đây. Thầy ơi, con nhìn bên trong con biết bí mật rồi. Bí mật là sao nè? Biết bí mật kỹ thử coi bí mật là sao? Không, đâu có liên quan, cái đó kéo luôn con, cái đó kéo luôn để bảo vệ nha. Rồi, bí mật của nó là sao? Mở cái này ra luôn nha. Cái này cẩn thận nha, cái này tấm như tấm thiệp, tụi con mở cẩn thận không nó bị rách đó, rách là không có diễn được đó nha. Đây, ở bên trong đây nó sẽ có một tờ giấy trắng và ở đây lúc nào cũng là một bức hình màu nha. Đầu tiên
Đầu tiên chuẩn bị, đúng rồi con, vậy là sai rồi, chuẩn bị là sai rồi nha. Mình đầu tiên mình chuẩn bị á thì mình sẽ, tụi con nhớ là cái tấm ni lông này với cái bức hình này là tụi con lúc nào cũng phải để y nguyên vậy nha, không có được tháo ra nha. Chỉ được tháo tấm ni lông ở ngoài thôi, cái tấm ni lông này là mình để vậy nha. Rồi, đây, nhìn kỹ nè, nhìn lên nè, nhìn lên chú Phong nè. Tụi con nhìn lên chú Phong nè. Đây, bí mật của nó là một tờ giấy trắng này ra. Rồi, mình sẽ bỏ tờ giấy trắng này vào ở bên miếng ngoài của bức tranh màu nha. Đó, bỏ vào bức, bỏ ở bên ngoài của bức tranh nha. Đây, bỏ vào là bức tranh từ màu nó sẽ chuyển sang màu trắng với màu đen mà thôi. Nhớ là cái bức tranh, cái tấm ni lông ở bên ngoài á, lúc nào tụi con cũng để giữ cẩn thận nha. Cái tờ này nó bị rách hoặc mất á là mình không có diễn được trò này đó nha. Rồi, sau khi sẽ đứt bỏ này vào rồi. Đây, chỉ cho nè. Để nó chỉ từng người cho. Mình sẽ gắn lại, gắn thì sao? Mình sẽ bỏ qua bên đây luôn nha. Bỏ qua bên đây luôn. Rồi, tụi con thấy cái mí này không? Có thấy cái mí nào, thấy cái khe này không? Rồi, bỏ cái này, nhét này vô cái khe này lại, cho nó cố định lại. Đây, nhét cho cố định lại, nhét cẩn thận nha, coi chừng nó bị rách đó. Rách là thôi luôn á. Rách là thôi luôn á, rách là không diễn được cái này luôn á. Đây, đây là khâu chuẩn bị. Có ai làm được vậy chưa? Rồi, kiểm tra. Đây, chỉ cho nè. Mở ra luôn, nha, mở ra luôn. Mở hết này ra luôn nha con, mở ra luôn. Đây, mở ra hết luôn. Rồi, từ từ chú chỉ lần đầu cho. Nè, nó sẽ có hai mí nè, mí trên và mí dưới là lúc nào nó cũng dính tiền lại. Các bạn ơi, tờ giấy trắng này nó sẽ có hai bề nha. Phần trên và phần dưới là lúc nào nó cũng dính sát vào luôn. Mình sẽ bỏ từ trên xuống nha. Đây, tập trung nha. Tờ giấy trắng nè, bỏ bên ngoài che bức hình màu lại như nó nằm trong tấm ni lông nè. Đó, từ trên bỏ xuống. Bỏ nhẹ nhàng coi chừng gấp tấm ni lông của mình nha. Rồi một lát diễn á, chú nghĩ là mình không còn phải lấy bức tranh ra luôn. Mình chỉ lấy tới cái miếng trên kia xong rồi mình kéo xuống cho nó dễ. Chứ tụi con sợ kéo ra cái vô biết nó bị gắt á. Rồi, để nhẹ nhàng nè. Rồi từ từ đi kịp chưa? Đó, nhẹ nhàng xong chưa? Rồi từ từ nha. Hét cái này qua luôn. Mở qua luôn. Rồi, đây có cái miếng, có cái khe nhẹ nè. Đây, mở ra. Rồi, nhét nhẹ nhàng vào, nhẹ nhàng thôi nha. Rồi, đó, như vậy là xong. Cái này là mới chuẩn bị thôi chứ chưa diễn nha.